Hello cả nhà, em Tuấn Anh lên sóng em Yamaha S970 siêu đẹp. Đấy, em này đẹp 95%. Đấy, máy móc nguyên siêu, chưa qua sửa chữa anh chị em nhá. Đấy, và sau đây em sẽ quay cận cảnh chi tiết cây đàn cho quý anh chị cùng quan sát chiêm ngưỡng nha. Đấy, đàn đẹp 95%, mọi chức năng nguyên zin. Đấy, đã được dán ni lông đề can 3D. Đấy, đề can 3D luôn, cực kỳ đẹp. Đấy, phím trắng, căng trắng, ben chuẩn. Đấy, không méo tiếng này. Đấy, đàn cực kỳ đẹp, zin. Đấy anh chị em nhá, phím trắng nhá, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Đấy, sau đây em sẽ test phím cho quý anh chị cùng nghe nhá. Đàn đã được cài xem bộ sample gốc của nhạc cụ Thịnh Phúc năm 2024. Chức năng rất là ok nhá, phím nhạy này. Đấy, đấy, trước khi bán thì em cũng đã test hết rồi. Đấy, đánh tiếng rất là nhạy nhá. Quý anh chị quan sát kỹ nhá. Rồi, đấy. Sau đây em sẽ quay cận cảnh chi tiết cho quý anh chị cùng nhìn chiêm ngưỡng cây đàn. Anh chị có nhu cầu mua em này với giá là 19.500.000 đồng thì xin liên hệ với shop em qua số hotline 0931 269 333. Nhạc cụ Thành Phúc xin trân trọng cảm ơn.